Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và xã Thạnh An là xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nằm cách xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 50 km, song huyện Cần Giờ đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Địa phương đã huy động nguồn lực hơn 5.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt đô thị nông thôn không ngừng đổi thay. Thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 59 triệu đồng trên một năm, cao gấp 4 lần so với năm 2010. Trên địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Với lợi thế là địa phương duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp biển, huyện Cần Giờ xác định khai thác phát huy hiệu quả các tiềm năng sẵn có để phát triển trở thành một cực tăng trưởng trong tương lai. Với việc xã Thành An cũng chính thức được công nhận là xã đảo, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận lợi hơn khi thực hiện những chính sách ưu đãi chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.